Chào mừng mấy anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ review một sản phẩm, đó chính là một chiếc iPad Air. Đây là một cái sản phẩm mình mua trên eBay. Đây là sản phẩm mà khi mua về thì nói chung là cũng chưa gỡ ra, bây giờ gỡ ra cho các bạn xem. Nhưng mà có một điều rất là đáng buồn là khi mình nhận sản phẩm này thì mình phải đóng phí các bạn. Mặc dù là mình đã trả tiền phí ship đầy đủ hết rồi trên eBay rồi, nhưng mà mình phải trả cái phí hải quan rồi gì đây. Có cái lá thư bên hải quan giữ lại khá là lâu. Mình nhận được sản phẩm này sau gần 2 tuần nữa các bạn. Bây giờ mình mở ra xem thử nè. Vì sao mình phải đóng 167.000? Cái gì? Biên đoạn kiểm điểm mà. Không có nè. Lý do lập biên bản mắc chậm hư hỏng thiếu suy xuyển gì đây? Nội dung cái hàng hóa bên trong không khớp CN22 là cái gì? Sản phẩm này là gốc Mỹ đi Quảng Nam. Bưu điện, máy tính bảng một cái. Thực tế kiểm hóa không có Fontiphone so với CP72G. Thực tế kiểm hóa không có Fontiphone là cái gì? Tức là nó không bị lỗi à? Chúng tôi lập gì đây? BD21 kính báo quý bộ cục biết. Trọng lượng sau biên bản chừng này. Trời ơi. Mình mua hàng mà bây giờ mình bị lập biên bản. Cái gì đây? Cái gì nữa đây trời? Tờ khai hàng nhập khẩu. Lệ phí 20.000 nữa. Ôi trời ơi, lệ phí hải quan 20.000 nữa. Trời ơi. Thôi, chấp nhận. Dù hàng này mình mua thì mình đâu có phải mình kinh doanh gì đâu. Ok, 170. Giá rẻ hơn chút cũng được. Nào, đi coi sản phẩm như thế này. Chắc chắn các bạn, sản phẩm này mình mua là ship từ bên Anh về các bạn nha. Trời ơi, nó bán mà nó không có cục sạc, không có gì luôn kìa. Rất quỷ thần. À, có cái dây cáp đây. Có dây cáp mà nó không có sạc, không có củ sạc. Thôi, vậy cũng được, không sao, mình có rồi. Coi sản phẩm như thế này. iPad Air đó các bạn. Ui, bể rồi. Chết tụ rồi. Bị bể rồi quý vị ơi. Nhưng mà nhìn nó cũng còn mới đây các bạn. Bóng loáng. Tại sao nó có dán cái gì ở đây ta? Nghi là nó bị gì để nó dán này gỡ không ra luôn đây. Ok, cũng tạm ổn. Sản phẩm mà mình mua là tổng cộng
cộng là 3,6 triệu đó quý vị ơi. Ok, cũng tương đối, không sao, cũng chạy ổn đây. Không có ai cloud là mừng rồi. Okay. Nói chung là cũng ổn, cũng không có trầy sức gì nhiều. Hôm nay cũng có chỗ trầy này. Cũng tạm tạm. Tôi nói chung là cũng đáng đằng tiền bắt gạo, vì mua mới lại là không có hàng. Thứ hai là nếu mua lại thì cũng mua hàng cũng bị lỗi thôi, mà mình mua trên eBay thì nó rẻ hơn so với mua Việt Nam, cho nên chấp nhận. Ok, cảm ơn các bạn xem video clip của mình.